Ui dồi, ui dồi, rộng rộng. Ui, ui, ui dồi, sao nghe rộng rồi. Cố lên. Ok, sắp hết dốc rồi. Ok. Wow. Audio Jungle. Mày đâu ấy? Sân vận động nhỉ? Dạ. Gì đây? Quay chụp cái gì đấy? Không, cháu đi tìm chó. Bây giờ bắt đầu là đi vào bản bắt đi vào bản tìm bắt con chó hơ mông của bố mình. Chó cục vàng. Con này nghe chủ bảo là săn tốt. Đi buổi tối, đi xa lắm. Nó ở đâu? Bây giờ á? Đi cũng phải cách tầm khoảng gần 80 cây. Đi buổi tối. Ba con đi nhá. Vâng, chào ba nhá. Việt Nam chó bản địa Mai Ngọc Sơn Hà Giang xin kính chào tất cả anh em đam mê dòng chó bản địa hơ mông cục đuôi. Hôm nay lại tiếp tục cuộc hành trình đi vào bản tìm chó hơ mông cục đuôi cho anh em đam mê. Ngày hôm nay đặc biệt so với những ngày khác là chúng ta sẽ đi vào ban đêm. Ở bản báo về thì cá thể ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào bản là một cá thể chó cái cộc cái vàng đuôi cộc tịt, một cá thể săn chuột rất tốt. Và sau đây anh em chúng ta bắt đầu cuộc hành trình. Hiện tại thì chúng ta đang cách thị trấn khoảng 60 km, còn tầm khoảng 20 km nữa thì là mới đến nhà chủ ạ. Anh em xem này, xung quanh không một bóng nhà này. Đường đi rất tối luôn. Đường đi rất khó đi nhé. Anh em thấy là để tầm được những cái cá thể chó hơ mông cộc đuôi hoặc là những cái cá thể chó Bắc Hà xù nguyên chất bản mông cho em thì không đơn giản một chút nào cả. Đường đi rất là khó luôn. Đi nhầm đường rồi. Em phải quay ngược lại cơ mà. Tối quá. Đi nhầm đường rồi. Ở đây cơ mà. Đường rẽ lên cơ mà. Đây, đường này rẽ lên cơ mà. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu rẽ lên này. Đường đi rất khó luôn. Đi số 1. Số 1 mới leo được. Số 2 không leo được, phải đi số 1. Ok. Ủa rồi. Đấy, anh em bây giờ đường đi rất khó đi luôn. Ôi tối quá phải bật đèn. Bật đèn pin. Đấy, anh em thấy dốc toàn leo số 1 này. Đường này trời mưa không đi được luôn. Thôi rồi, cố gắng lên. Leo một đoạn nữa thôi. Leo một đoạn nữa thôi là tầm khoảng hơn chục cây nữa là tới rồi. Rồi anh em, bây giờ đường dốc trời tối hơi sợ ma một chút nhưng mà vì đam mê nên phải cố đi thôi. Đấy anh em, bây giờ đường toàn leo dốc số 1 này, đá này. Ủa ơi, ui dồi, ui dồi, dốc dốc. Ui sắp hết dốc rồi. Ây da. Cố lên. Ok, sắp hết dốc rồi. Ok. Wow. Rồi, ok anh em. Chúng ta đã gần đến nhà chủ rồi. Cái gì? Hả? Đây là cá thể chó hơ mông cộc vàng cái
Con này đẻ một lứa rồi nhỉ cô nhỉ? Vâng, con này đẻ một lứa rồi. Vâng. Lứa là được 5 con, 5 con đẹp lắm. Con này buổi tối trong nhà có tốt không cô? Trong nhà tốt lắm. Con này ngoan. Trong nhà thì hơi bị tuyệt vời. À đấy à. Đâu cô dắt dắt ra cái chỗ sáng sáng này. Cái sáng đây thì để cháu quay nó rõ hơn. À, bảo là bắt con đấy chưa? Bắt thế là trong nhà. Kia lên chưa? Vâng. Con này con này bắt chuột có tốt không? Không bắt gà là không mua, chỉ mua bắt chuột thôi. Vâng. Có thể chó rất khôn luôn đây. Có thể chó cục cái này. Con này bán được rồi. Con này. Con này tuyệt vời. Con này được chuẩn 19 cân ấy nhỉ. Đây là con gầy ấy nhỉ. Đấy là con gầy mà lùi cân 19 cân là chưa ăn. Dạ. Vâng. À như thế anh là nó có thương hiệu rồi. Vâng, nói chung là em thì anh em thì rất là tin tưởng, thế mà là mình đã chọn chó thì là nó phải chuẩn. Đấy, khi đi thầy Sơn đi ở đấy, thầy Sơn huấn luyện để múa nhá. Vâng. Về cháu là nhưng mà công nhận là cái con này nó quen cháu nhanh nhỉ. Đến đến một cái là nó quen luôn nhỉ. Nhưng mà nếu mà người khác thì là nó lạ không? Không lạ. Nó biết là người. Nó phải là người mà một tuần. Mới sờ được nhá. Vâng. Em ơi. Không phải ăn sờ được đâu. Em ơi. Vâng. Phải đến vài một tuần. Em ơi. Dạ. Anh hai ông này lên sáng nay. Vâng. Vâng. Lớn tuổi cả bố mẹ mày luôn. Sủi á. Thế mà hôm nay Sơn vừa sờ được ngay. Thế thì tải. Vâng. Kỳ ngoan. Nào Kỳ. Đấy, đi với Sơn. Đấy, đúng rồi, Sơn sờ đấy. Được ngon thật. Đi với Sơn. Con này thả ra bắt chuột tốt đấy nhỉ. Vâng. Trước này, cái chỗ nhà, cái đống gỗ nhà em nào sau ấy. Cái chỗ vỡ ngán ấy. Rồi suốt ngày lì đấy tìm chuột. À thế à, nghĩa là nó đi tìm chuột đúng không? Từ đấy khó. Vâng. Giống mẹ. Con này nó giống mẹ nó. Con này đi ra kia đợt lứa vừa rồi đẻ được mấy con cô? 5 con. Đẻ được 5 con à? Mập không? Mập mà. Nhưng mà có mỗi con tiểu bạch thôi. Có mỗi con tiểu bạch à, mà yêu con tiểu bạch nhất. Tiểu bạch. Nó đặt tên là Tiểu Kha, Tiểu Bạch, Tiểu Lôi. À thế con này tên là Tiểu Kha. Không, con này là Kỳ, là mẹ nó là tên là Kỳ. Mẹ thì tên là Kỳ đúng không? Ừ. Vâng. Con này con nó thì con này đặt tên cho là Tiểu Bạch, Tiểu Kha, Tiểu Lôi cái gì nữa nhỉ? Tên hay nhỉ? Như là tên Trung Quốc nhỉ. Ấy giống kiểu nó không muốn về ấy nhỉ. Nhưng mà đi thì mình phải để một thời gian, không thì sợ nó nhớ đường nó về ấy nhỉ. Đấy, phải để một thời gian. Nó về được không cô? Nó có nhớ đường về không? Nếu mà không đi được. Về nhà cháu. Tại vì nhà cháu ở bên kia nó không biết được, nhưng mà nó chỉ đi đến cây xăng rồi nó quay về. À thế à? Vâng. Đây, cá thể chó cộc vàng cái. Chuẩn cho săn luôn đấy cô nhỉ. Thôi thế cháu xin phép cô nhé, cháu về đấy. Ấy cô hộ cháu đẩy cái xe ấy. Ờ chú ơi cháu về nhá. Vâng, rồi cháu cảm ơn nhá. Nhà nhiều gỗ quá nhỉ. Vâng. Cô hộ cháu đẩy đi. Vâng, con này ngoan thật nhỉ. Thôi thế cháu xin phép cháu về đây. Vâng, dạ cháu về nhá. Rồi, sau một hồi tâm sự với nhà chủ thì anh em thấy em đã sở hữu được cá thể chó hơ mông cộc vàng cái đuôi cộc tịt. Bây giờ anh em chúng ta lại tiếp tục chặng đường đi về. Rồi anh em hãy tiếp tục like, đăng ký và chia sẻ kênh Việt Nam Chó Bản Địa để có được những clip mới nhất về quá trình tầm cẩu chó bản địa Việt Nam, chó hơ mông cộc đuôi và chó Bắc Hà Xù. Xin kính chào tất cả anh em đam mê. Xin chào anh em.